Hello anh em nhá. Nay mình lại vào con cờ win đây. Con cờ win rất là uy tín anh em ạ. Nạp rút là nhiều nhất là nhanh. Lâu nay mình lím về mấy chục mờ rồi. Cái 100 mờ rồi. Đây anh em này vào đây có cái sự kiện mà nhận deal này. Anh em vào nhận tầm 25 deal rồi anh em quay hũ lên đường này. Chia thành vàng bạc 1 tỷ 7 này là quay hũ đấy. Còn anh em vào đây sự kiện này cũng có nhiều sự kiện hay này. Đây này ngày mùng 10 tháng 6 này 11 giờ anh em đăng nhập vào nhận quà này. Mình không biết quà gì này. Đấy, hôm mùng 4 tháng 6 có rồi. Tiếp theo là ngày mùng 10 tháng 6 này. Đấy. Đây sự kiện tuần tới này cũng thế này, ngày mùng 9 tháng 6 này 11 giờ này. Liên kết số điện thoại này, anh em có 6K8 này. Chia sẻ trên Facebook anh em có 3.000 này. Khảo sát này em có vòng quay may mắn này, anh em có tận 86 triệu nha anh em nha. Thôi mình vào game này. Không dài dòng nữa. Hôm nay lại hơi bị lag anh em ạ. Cầu đầu đấy anh em bắt chơi được mà không bắt cũng được. Bắt chơi anh em bắt vài trăm thôi. Mình không bắt đợi kèo sau bắt. Ồ. Tại vì mới vào đâu có biết cầu gì đâu. Nói chung anh em chơi phải tầm cái cột dọc là anh em chơi phải tầm tầm 2 cột trở lên để biết bắt đầu ra cầu được. Em mới chốt cầu được. Xem nó ra hổ nhiều thì anh em đánh hổ. Ra long nhiều thì anh em đánh long. Cầu là cái cột dọc dọc đấy anh em. Đây đây là đây mới có cái hai cầu của cái hàng một hàng dọc thứ nhất thôi. Đây mình đập thử long rồi. À, ăn rồi anh em ơi, hên rồi. Hai cò rồi. Lời dư được 1 triệu anh em ạ. Này, lắc không vào cầu, vẫn định vào hổ mà không vào cầu rồi. Này do mạng nhà mình nó bị lag anh em ạ, chứ không phải do game. Đó. Qua thời gian cược luôn đấy. Mình bấm mà không được. Đây, mình vào hồ thôi. Đang về hồ thì mình bấm về hồ thôi. Đang 3 cầu hồ, 1 cầu long. Ngon luôn anh em ạ, lím rồi. Có vẻ được đấy. Có vẻ được đấy anh em ạ. Đâm 5M luôn anh em ạ. Trời đúng tuyệt luôn. Cầu 1212 anh em ơi. Kiếm lên được 18 triệu rồi. Ngọt mồm luôn. Đây anh em mới ăn xong thì ăn nuôi ăn lớn xong anh em đánh nhỏ thôi nha. Đánh nhỏ lại xem cột bên kia nó về cầu gì. Đấy lại ăn rồi, lại ăn hổ rồi. Quá phê. Mình nên đặt hổ tiếp anh em ạ. Nó đang về hổ đây, mình cứ đặt hổ thử xem sao. Ui toang rồi anh em ơi, nó soi rồi.
Không sao nhé, mình vẫn còn ba, vẫn còn lời. Em cứ từ từ, từ vô, mình thử vào cầu cầu hòa thử xem. Em cứ từ từ mà chơi, một hai cái dọc, cái cột dọc đó là từ từ mình tính anh em ạ. Tầm hai cột dọc rồi anh em xem cái giá nó ra cầu gì, sợ nó ra cầu 1-1 đây. Cứ đâm nè, ui chết rồi, nó lại về hố rồi, ui mới bị lag sao nhỉ. Không sao anh em ạ, cứ về bình tĩnh. Trọng là phút cuối anh em hốt được bao nhiêu tiền về thôi. Mình đang xem cái cầu nó về cầu gì đây. Đấy, về hổ tiếp. Ba hổ. Đâm hẳn đang hổ rồi anh. Thì mình đâm hổ luôn anh em. Đây. Để kiếm lại 4 rồi. Đấy. Ngon luôn. Thơm luôn này anh em ơi. Mời mờ rồi. Lại lại 4 rồi. Để khả năng mình vả tiếp anh em ạ. Cầu, cầu đang cầu hổ ngon. Đấy, thơm luôn. Thơm luôn rồi. Thơm luôn rồi anh em à. Này chắc mình vào cầu hòa thử xem anh em ạ. Nãy giờ nó không về hòa, test cầu hòa thử xem. Khi một ăn 8 là ngon. Xem về gì? À, lòng. Ui cầu này là cầu đẹp đó anh em ạ. Nó về long nó sắc. Về long cầu này mình đánh sang hổ thôi anh em ạ. Tất tay sang hổ thì kiếm lời chốt lời thôi. Đấy, anh em nhìn cột thứ hai, cột thứ ba long nó sẽ đảo sang hổ đấy. Cầu này mình tất tay luôn anh em ạ. Thì chốt lời nghỉ thôi. Wow, ngon luôn anh em ơi, quá thơm luôn. Này đủ tiền mua con xe đạp điện anh em ạ. Thôi video hôm nay mình chắc là làm đến đây thôi. Có gì anh em có chơi thì link mình để dưới phần mô tả đấy, anh em đã về chơi nha. Chào anh em nhá. Được, cứ có vỗ đùi chất lượng hết.